Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những đột phá trong kỹ thuật hình ảnh đã cho phép các nhà nghiên cứu quan sát cận cảnh các gai của virus SARS-CoV-2, từ đó dần giải mã được những bí mật của nó. Thông tin có trong một thông tin sức khỏe ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ba thành phần chủ chốt cấu tạo nên SARS-CoV-2. Giống như các loại virus khác, SARS-CoV-2 có một mục tiêu duy nhất: thâm nhập sâu vào bên trong tế bào vật chủ và biến tế bào đó thành cỗ máy nhân bản cho chúng. Nếu mục tiêu này được hoàn thành, nó sẽ khiến chúng ta mắc bệnh. Trong trường hợp này là bệnh đường hô hấp. Loại tế bào vật chủ mà virus nhắm đến cũng như cách chúng xâm nhập vào bên trong phụ thuộc hoàn toàn vào cấu trúc của virus. Tên coronavirus có nguồn gốc từ tiếng Latin corona, có nghĩa là vương miện hoặc hào quang. Tên gọi này xuất phát từ lớp gai đầu chùy đặc trưng bao quanh vỏ ngoài virus. Các nghiên cứu trước đây trên virus gây dịch SARS hay dịch MERS cho thấy những chiếc gai này sẽ tương tác với thụ thể trên tế bào theo cơ chế tương tự chìa khóa ổ khóa, từ đó cho phép virus xâm nhập vào bên trong. Các thành viên thuộc họ virus corona có hình dạng cầu với đường kính xấp xỉ 125 nanomet. Cấu tạo tế bào. Lõi axit nucleic, bộ gen của virus, cụ thể là sợi ARN đơn dương. ARN phân tử polymer cơ bản có nhiều vai trò sinh học trong mã hóa, dịch mã, điều hòa và biểu hiện của gen, sẽ giúp virus có thể tổng hợp các thành phần cấu tạo khi đã xâm nhập vào tế bào vật chủ nhằm phục vụ cho việc nhân bản. Kích thước bộ gen của họ virus corona được xem là lớn nhất trong số các loại virus ARN, 26 tới 32 kilobase. Vỏ protein, vỏ capsid, lớp vỏ bọc bên ngoài bộ gen được cấu tạo từ các capsom đóng vai trò bảo vệ. Lớp vỏ ngoài cấu tạo từ lớp kép lipid và protein. Bên trên có lớp gai protein. Lớp gai này sẽ thực hiện các nhiệm vụ của kháng nguyên, điển hình như giúp virus thâm nhập vào bên trong tế bào vật chủ. Chiến thuật ngụy trang hoàn hảo. Theo nhà virus học David Vanster, Đại học Washington, các phân tử đường bọc bên ngoài mỗi chiếc gai của virus SARS-CoV-2 cũng tương tự như phân tử đường nằm bên ngoài lớp màng tế bào của con người. Nhờ vào lớp ngụy trang carbon hydrate này, virus SARS-CoV-2 trở nên khó bị phát hiện hơn bởi hệ miễn dịch của con người. Thâm nhập tế bào nhờ cơ chế tháo xoắn, đóng xoắn. Mỗi chiếc gai của virus SARS-CoV-2 được tạo nên bởi 3 protein khác biệt xoắn vào với nhau. David Vassner cho biết, nhóm của ông cũng đã chụp lại hình ảnh phần chóp của những chiếc gai đã mở ra vào giai đoạn trước và trong quá trình bám vào thụ thể trên các tế bào. Các nghiên cứu được thực hiện với virus gây đại dịch SARS và MERS cho thấy cả 3 protein trên chiếc gai cần phải cùng mở ra để mầm bệnh có thể xâm nhập vào tế bào. Để có được loại vaccine chính thức phòng ngừa COVID-19, có thể cần đến cả năm trời, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể dựa vào cơ chế thâm nhập này để phát triển vaccine, nhà virus học này nhận định. Một chuyên gia về virus khác là giáo sư Vinesh Manachiri, Đại học Texas, bổ sung thêm rằng chúng ta có thể thiết kế loại vaccine kích hoạt sự tấn công của các kháng thể vào phần protein lộ ra trong quá trình bắt cặp với thụ thể. Dựa vào cơ chế này, thậm chí còn có thể tạo ra loại vaccine giúp bảo vệ con người khỏi nhiều loại virus trong họ corona, chứ không riêng gì SARS-CoV-2. Bên cạnh vaccine, các chuyên gia cũng đang hướng đến một phương pháp điều trị có thể khóa các thụ thể trên tế bào của chúng ta, từ đó khiến gai protein của virus SARS-CoV-2 không còn chỗ bám, đồng nghĩa với việc nó không xâm nhập được vào tế bào gây bệnh. Trong khi chúng ta đang chờ đợi vaccine, thì cách tiêu diệt virus đã có sẵn. Xà phòng, chất tẩy rửa, dung dịch sát khuẩn đều là những thứ có thể dễ dàng tiêu diệt hoặc bất hoạt virus. Đây là lý do vì sao mà việc rửa tay luôn được nhấn mạnh trong mùa dịch. Theo tính toán, sau 20 giây kể từ khi tiếp xúc, xà phòng có thể phá vỡ lớp màng bọc xung quanh virus. Trong khi đó, các dung dịch sát khuẩn có chứa cồn mất ít nhất 60 giây để tiêu diệt virus theo cách tương tự. Ngoài các chất kể trên, nhiệt độ cao và tia UV cũng có thể tiêu diệt virus SARS-CoV-2. Ở ngưỡng nhiệt độ gần 100 độ C, protein ở gai của virus sẽ bắt đầu rã ra và bất hoạt. Trong khi đó, tia UV lại có thể phá vỡ vật chất di truyền nằm bên trong virus. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên gia cảnh báo vaccine COVID-19 sẽ không phải là viên đạn thần kỳ. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem nội dung chi tiết trong chương trình ngày mai. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt.